anh công nhân đang xây lại cái bờ gạch ở ngoài. Dạ, em xin kính chào cô chú anh chị và các bạn. Rất là vui được gặp lại cô chú anh chị và các bạn trong clip tiếp theo của em. Ở phía trước màn hình quý vị và các bạn, đây là cái khu vực ngày hôm qua đã bị sạt lở do ảnh hưởng của mưa quý vị. Mưa khá là to luôn, cho nên là cái khu vực này nó đã bị bể cái ống nước, rất là nhiều đất đá sạt lở xuống khá là nguy hiểm. Và theo thông tin ban đầu thì khoảng 12 giờ ngày 4 tháng 7, tức là chiều ngày hôm qua, có một cái trận mưa khá là to luôn. Người dân ở khu vực này kể lại thì nghe có một tiếng nổ lớn vang lên, thì phát hiện ra một đoạn ống nước lớn đã bị bể tại khu vực này. Khu vực này thuộc dự án của công ty Ngọc Anh, chuẩn bị xây một cái showroom ô tô. Ngoài ra thì chiều ngày hôm qua ở dưới đèo Pren cũng bị những cái cây to, cây thông nó đổ chắn ngang đường. Cũng rất là may là không có thiệt hại gì về người. Dạ, buổi sáng ngày hôm nay thì Đà Lạt ngày 5 tháng 7 năm 2021, và dạ, nhiệt độ ở bên ngoài là 23 độ C, khoảng 73 độ F, và bây giờ là 10 giờ trưa. Hôm nay thì em xin phép mời quý vị và các bạn cùng đi đồng hành với em nghe, cùng đi lang thang với em. Chúng ta sẽ cập nhật tình hình một chút xíu về khu vực 3 tháng 4, con đường Nguyễn Tri Phương. Và trước khi đi thì em cũng xin được kính chúc quý vị và các bạn có một ngày mới an lành ha. Rồi, người ta giăng dây ra giữa đường không này. Bây giờ em sẽ phải đi vòng qua cái dây này. Bây giờ xe chỉ đi được một len bên này thôi, còn len bên kia thì người ta cũng đã chặn đường hết rồi. Dạ, tất cả các phương tiện đều phải đi qua bên này. Các anh công nhân đang xây lại cái bờ gạch ở ngoài, đang khắc phục sự cố đó quý vị. Dạ, em cũng xin cập nhật thông tin về dịch bệnh một chút ha, để cho quý cô chú anh chị và các bạn nắm bắt được tình hình Đà Lạt hiện nay. Có một anh tầm khoảng 47 tuổi, nhà ở trên khu vực đường Kim Đồng á. Anh làm nghề tài xế xe tải đi giao cá tại chợ. Thì ngày hôm qua, đây mấy ngày trước thì anh có giao cá ở khu vực chợ Cẩm Đô. Qua test nhanh thì dương tính, nhưng mà chiều ngày hôm qua test lần 2 thì âm tính, và lần 3 cũng âm tính. Cũng bớt lo lắng một phần nào, chứ không cũng hết sức là lo lắng luôn. Dạ, thì chiều ngày hôm qua thì khu vực chợ Cẩm Đô cũng đã giăng dây hạn chế đi ra vào ở khu vực đó. Rồi, bây giờ chúng ta sẽ cùng đi lang thang cập nhật một chút xíu cái không khí ở trên con đường Trần Phú. Năm xưa là con đường dệt xin. Con đường này có thể nói là nó khá là thơ mộng cũng như là mát mẻ, bởi vì có nhiều cái cây xanh á. Bên này họ làm cái công viên, trồng khá là nhiều cái cây hoa cẩm tú cầu. Và có những người lớn lớn, những cô bác lớn lớn á, thường hay ra đây tập thể dục lắm. Và mỗi buổi sáng ở đây là thuộc phường 3 của thành phố Đà Lạt. Rồi bây giờ xin phép mời quý vị và các bạn chúng ta cùng đi du lịch Đà Lạt trong một buổi sáng trời âm u. Dạ, bữa nay trời cũng không có đẹp lắm. Rồi sáng ngủ dậy thì thấy trời nó âm u. Đến bây giờ thì em mới thấy có nắng này. Đó, nắng lên nhưng mà nắng yếu, không có nắng nhiều lắm. Thôi nó cũng bớt lạnh lẽo đi. Ngày hôm qua mưa to lắm quý vị, mưa ngập một số nơi, rồi sạt lở bờ kè. Mưa mấy ngày nay đều có mưa buổi chiều, không biết chiều nay như thế nào. Trong mấy ngày tới thì chắc chắn là sẽ mưa.
Dạ, bên phải của em là con đường Chu Văn An. Con đường này thì chúng ta sẽ về con đường Nguyễn Tri Phương. Nó thông ra con đường 3 tháng 4, con đường Nguyễn Tri Phương năm xưa. Bên này quý vị và các bạn để ý là có khách sạn 5 sao, khách sạn Palace này. Và phía dưới đây thì có nhà thờ con gà. Trên đường này thì có hai ngôi nhà thờ lớn, đó là nhà thờ con gà và nhà thờ Thánh Tâm. Nhà thờ Thánh Tâm thì nằm ở khúc dưới con đường Hoàng Văn Thụ. Nhà thờ con gà thì em cũng hay đi lên. Và trên con đường Dạ Xin này thì cũng còn nhiều công trình kiến trúc của Pháp, ví dụ như là nhà thờ con gà này, rồi nhiều ngôi biệt thự của Pháp nữa, vân vân. Dạ, tức là bác sĩ Dạ Xin đã tìm ra khu vực cao nguyên cách đây 126 năm rồi, vào đúng tháng 6 vừa rồi. Cái xe này nó bị hư máy, nhờ mấy anh đi câu bình, câu ắc quy, nhờ mấy anh gara anh sửa lại. Đây là cổng của khách sạn Palace, một khách sạn 5 sao. Và cổng chính thì nằm ở dưới con đường Hồ Tùng Mậu, con đường Tự Đức năm xưa. Hướng này thì sẽ quẹo về con đường Hà Huy Tập, con đường Bá La Lộc năm xưa. Và vào con đường Bá La Lộc ngày nay thì không còn cây cối nhiều như ngày xưa nữa. Chạy dài vào trong thì chúng ta sẽ về khu vực An Bình. Rồi từ khu vực đó thì sẽ về con đường Triệu Việt Vương. Và con đường này thì chúng ta cũng đi về đường hầm Điêu Khắc, một khu du lịch nổi tiếng ở thời điểm hiện tại. Và cũng ra được khu du lịch Hồ Tuyền Lâm. Có mấy bác xe ôm thì ngồi buổi sáng đến giờ, mấy bác ngồi một tí thôi, còn ngày thường thì còn ngồi đến chiều. Đối với những ngày dịch bệnh như bây giờ thì không có ai đi, tình hình hết sức là khó khăn luôn. Rồi bây giờ chúng ta đi tiếp thôi. Em sẽ đi hết con đường Trần Phú này, cập nhật một số cái hình ảnh về con đường Trần Phú gửi đến quý vị và các bạn. Phía trước thì có bưu điện tỉnh, rồi Nam Á Băng. Đứng ở cái vị trí này, một cái góc hình, một cái khung hình nó cũng rất là đẹp. Bởi vì đứng đây thì thấy nhà thờ con gà này. Đó. Đi xuống phía dưới đây là con đường Hồ Tùng Mậu, con đường Tự Đức năm xưa. Đối với con đường Hồ Tùng Mậu này thì đi vào buổi chiều nó thơ mộng lắm. Bởi vì đi hết con dốc này thì chúng ta xuống thấy nhà Thủy Tạ luôn, Hồ Xuân Hương. Vào buổi chiều thì mặt hồ khá là đẹp, phẳng lặng. Bên quẹo bên trái là con đường Nhà Chung. Ở đây thì có trường Tây Sơn, rồi trường Quang Trung, hai ngôi trường cấp 2. Cũng có thể nói là khu này khu ăn vặt luôn á, bởi vì bán nhiều đồ ăn vặt lắm. Mùa này không có học sinh cho nên là bà con cô bác cũng nghỉ bớt, không có bán. Và phía bên này là nhà thờ con gà, hay còn gọi là nhà thờ chánh tòa đó. Thì mấy bữa nay thì họ đề bảng là không tạm dừng tham quan. Nhà thờ con gà thì chính thức được khởi công vào lúc 9 giờ sáng ngày Chủ nhật, ngày 19 tháng 7 năm 1931. Công trình này thì được xây dựng suốt 11 năm, trong một thời gian dài. Đi xuống con đường này là con dốc Lê Đại Hành quý vị. Con đường Gia Long năm xưa đó. Về Dinh Quảng Đạo, cầu Ông Đạo. Phía dưới cầu Ông Đạo, phía trên của cầu Ông Đạo thì có Dinh Quảng Đạo năm xưa. Đà Lạt mấy bữa nay cũng căng thẳng. Mới ngày hôm qua thì có một người xét nghiệm âm tính thì cũng mừng, chứ không cũng đáng lo ngại quá. Bên phải của em đây là trường chuyên Thăng Long.
À, trường chuyên Thăng Long thì đồng phục áo đỏ quần xanh. Trên con đường Trần Phú này thì cũng có nhiều cơ quan lớn, rồi nhà băng này, rồi phòng cảnh sát giao thông, rồi thư viện Lâm Đồng, có nhiều nhà băng lắm, Ari băng nè. Mấy bạn đang chờ xe buýt. À, trong cái hẻm này cũng bán nhiều đồ ăn vặt lắm này quý vị. Dạ, nhà hàng với lại khách sạn mấy bữa nay là đứng hình luôn. Cục đo lường chất lượng. À, khu vực này thì để cân đo lường đó quý vị. À, ví dụ như mình mua đồng hồ điện, đồng hồ nước á, mình muốn chính xác hơn thì vào đây có thể là đo lường, đo lại rồi cân lại đồng hồ. Phía trước của em đây là con đường Đào Duy Từ đi vào dốc Nhà Bò và do dốc Bà Triệu. À, đi xuống dốc Bà Triệu thì sẽ về ấp Ánh Sáng. Đó. Và bên trái của em đây là trường Kinh tế Kỹ thuật Lâm Đồng. À, năm xưa là trường dòng La San á, là một trường nghề dòng La San. Mấy anh Grabber này thì bây giờ đang chờ ship đồ ăn thôi. Dạ, Grab Food. Đó, còn Grabber thì cũng không có khách. Quẹo bên phải của em đó thì về con đường Đoàn Thị Điểm. À, và bên trái của em là con đường Lê Hồng Phong. Khu này là khu trung tâm hành chánh tỉnh. À, trước đây cách đây mười mấy năm trước thì ở khu vực này là cung thiếu nhi. À, bây giờ dời qua khu vực Đinh Tiên Hoàng rồi. Rồi đi tới cái vị trí này thì chúng ta xuống Hồ Hoàng Văn Thụ. Đó, và đi ngược lên lại thì chúng ta sẽ về con đường Master ha. À, quý vị ha. Đó, có cái dốc này đi lên đường Master. Trên con đường này thì có nhiều cái quán cà phê đẹp lắm quý vị. À, có dịp thì em sẽ đưa quý vị và các bạn đi vào ban đêm á. À, một cái khung cảnh nó bình yên, nó lấp lánh nhiều ánh đèn, khá là đẹp. Nhưng mà trong cái mùa này thì quán cà phê thì chỉ được bán mang về thôi, không biết như thế nào. Dạ, phía trước màn hình quý vị và các bạn ở đây là nhà thờ Thánh Tâm nè, tọa lạc ở số 38, là số mới, còn số cũ là số 40, đường Trần Phú, thành phố Đà Lạt. À, khu vực này thì chúng ta thuộc phường 4 ha. Nhà thờ này được thành lập từ năm 1970 rồi và khởi công xây dựng từ năm 2009, và tức là sau 2 năm sau thì khánh thành vào tháng 12 năm 2011. À, đi vào con đường Đoàn Thị Điểm thì sẽ thông ra con đường Bà Triệu. Một vài cái hình ảnh an lành buổi sáng gửi đến quý vị và các bạn. À, và cũng xin chúc quý vị và các bạn có một buổi sáng an lành ha. Đó, khu vực Hồ Hoàng Văn Thụ ngày nay thì người ta làm lại xanh sạch đẹp, người ta trồng những cái hoa súng ở dưới hồ á quý vị. Rồi bây giờ chúng ta đi thì lang thang cập nhật một số cái tình hình. À, con đường này thì bây giờ họ làm lại rồi, và bây giờ thì họ cũng cấm một chiều đó, có nghĩa là chúng ta phải đi vòng một vòng đó, đi vòng một vòng lên đây rồi sẽ mới quẹo xuống con đường 3 tháng 2 được khách sạn Sài Gòn Đà Lạt đó quý vị. Và các bạn thấy khách sạn
Hôm nay thì đóng cửa hết rồi. Và nếu mà có khách thuê thì họ sẽ mở những cái cửa sổ ở trên nó ra đó. Hướng này thì là con đường Hùng Vương năm xưa, ngày nay là con đường Hoàng Văn Thụ. Đi xuống thác Cam Ly. Và đi hướng ngược lại thì chúng ta sẽ lên con đường Trần Lê. Rồi chúng ta đi thôi. Một vài cái hình ảnh phố xá buổi sáng gửi đến quý vị và các bạn. Cập nhật tình hình khách sạn Duy Tân. Ở đây người ta làm cái bãi lớn quá. Không biết mai mốt xây dựng cái gì ở đây. Mùa này thì người nghèo mình rất là khổ luôn. Và đi bán vé số rồi không biết bán có được hay không. Bởi vì cà phê thì bây giờ không có khách ngồi lại nữa. Ở đây là sở điện lực Lâm Đồng, cầu Nhà Đèn này. Và có cái từ sở điện lực hai chữ E. Cái từ năm xưa của Pháp. Đi vào con đường bên tay trái của em á, thì sẽ về con đường Mạc Đĩnh Chi á. Và năm xưa là xóm Sình á. Người dân hay gọi là xóm Sình. Bởi vì ở khu vực này năm xưa người ta trồng cà rốt nhiều lắm. Cứ mỗi lần mưa to là nó ngập. Thứ hai nữa là người ta hay đem cà rốt xuống suối người ta rửa. Rồi xong có mấy cô gánh ra chợ bán. Bây giờ thì không còn thấy những cái hình ảnh đó nữa. Rồi, em sẽ ghé vào khu vực Ba Toa ha, chia sẻ cho quý vị và các bạn một số cái hình ảnh ở khu vực Ba Toa, cũng như cập nhật thông tin, cập nhật tình hình luôn. Người ta cũng đang làm lại cái đường ống thoát nước, cái mương ở đây. Dạ đường quá sình quá. Đường như thế này xe hơi vô khó khăn. Vừa đổ lọt cái xe hơi vào thôi quý vị. Suối Cam Ly thì mưa to thì chắc chắn là sẽ nước rất là đục. Cũng nhiều rác thải sinh hoạt. Khu này năm xưa có tên là A Ba Toa, tức là phiên âm tiếng Pháp là lò mổ. Là một cái khu vực để mà lò mổ gia súc á. Dạ đây là cái suối Cam Ly này, quý vị và các bạn thấy không? Suối này chuẩn bị chảy về thác Cam Ly rồi. Đi qua một đoạn nữa thôi, chạy dài theo cái khu vực này. Dạ đi qua một đoạn nữa thôi là dòng nước này sẽ về thác Cam Ly. Dạ quý vị và các bạn thấy chỗ kia họ xả nước không? Mưa to nước nó dâng khiếp khủng, khủng khiếp luôn. Em đưa quý vị lên lại ha. Khu A Ba Toa. Đây là cái chỗ để xe A Ba Toa. Lẩu bò thì bán buổi trưa. Rồi, cũng bán mang về luôn rồi, vắng vẻ. Dọn hết bàn ghế ở đây rồi quý vị. Chỉ phục vụ bán mang về thôi. Đó. Bây giờ chỉ có người dân địa phương mua về thôi. Dạ có cô này cô đây. Thu mua lại những cái vỏ lon bia đó. Dạ, mùa này thì cũng ít quán nhậu mở cửa, cho nên là số lượng lon bia cũng ít. Chính vì vậy mấy cô đi lượm ve chai, mấy cô đi thu mua phế liệu. Cũng không biết làm thế nào để sống đây. Thất nghiệp còn nhiều lắm. Rồi em sẽ đi qua cái cầu sắt này ha. Bây giờ có cái cầu sắt đi cũng ngon. Ngày xưa đi cái cầu gỗ bập bênh bập bênh. Đó.
Thúy bún mắm nêm ship tận nơi. Bây giờ người ta không có cho ngồi thì ship về tận nơi. Nhà ship về thì cũng ít người người ta mua, tại vì về nhà cũng phải dọn chén dọn bát ra rồi nó lăng nhăng, ăn một chỗ thì nó khỏe hơn. Mùa này thì có mấy anh đi làm thợ xây, thợ hồ, thợ sắt vẫn còn có việc đều đều, quý vị không có bị thất nghiệp. Dạ mấy cô đi nhặt phế liệu này. Dạ tới cái khu vực cầu Nhà Đèn lại thôi, và tới đây vị trí này em cũng xin phép quý vị và các bạn em sẽ nói lời tạm chia tay. Dạ kính chúc quý vị và các bạn có một ngày mới an lành, tràn ngập niềm vui. Dạ xin kính chào quý vị và các bạn, hẹn gặp lại quý vị và các bạn ở những clip tiếp theo trên kênh Cuộc Sống Là Của Em nhé. Bye bye.